Trần nên là đến với quý vị khán giả. Quý vị khán giả cũng thông cảm cho Trần nên. Bây giờ vé số thì bán lại rồi, nhưng mà Trần nên thì chưa dám bán. Tại vì ở thành phố và Hậu Giang thì nói chung ở trong cách ly có, ở ngoài có, cũng chưa biết ai có hay không. Nhưng mà mình đi bán sợ để ghé để người ta mua, thì nếu cái người có thì chương trình thì xin chích đoàn với quý vị khán giả về cái lương lòng cô đơn đối với con đường tôi tuy là một kẻ chi ăn, nhưng thật ra khi bước chân đi tôi lại là người mang nặng nợ. Mục đích tôi đến phòng gia trang bán thân báo kiếm, ngoài việc kiếm tiền chuộc áo và trước giờ giả biệt, tôi mong gặp một người con gái tí sơ ngộ mà niềm liên lưu lại thâm sâu hơn biển rộng sông đầy. Lấy chân trồng dẫn thêm bằng từng trong dòng tay héo lành khô gầy. Dù sau này trên bước đường bốn ma xuôi ngược, bụng đôi lưỡi khô cũng thề không để mơ cao rời phương. Tâm thân con lượn mang xương gian đặt gió giang nam, mà hồn cứ giống từng một phương liêu trong kỷ niệm. Ôi ai biết được sợi tóc mềm như tơ nhuyễn, mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời. Lâu nay tôi đã sống cuộc đời dài gió trường an mây xuân cam túc. Tôi thường tự hào từng trải và không ngờ dưỡng dốc sống nước liễu trâu. Ngày ăn lữ quán thiên sương, tối ngủ giả cầu ngọc lệ những chốn trời xa không. Như sao giờ định đi xa mà cứ nghe như nặng chịu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã cháy sảng phong trần, giờ lớp vỏ mới rõ thật vô cùng mềm yếu. Nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bận biểu, mai mốt rồi ai xuất theo chồng. Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lề, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của phụ quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, môn mặt đâm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta, ta sẽ bao giờ đến trọn đời trọn kiếp.
Vậy xin âm thầm trả oai trao như thầm trả lại lời thề nguyện hỏi loan. Trao em trả luôn tình đầu tiên, đường đôi ngã ly tan, tình mộng vẫn dương mang, đang xúc động âm thầm rồi em đi lấy chồng. Ta ngậm ngùi trong theo áo ai, sáng phong rơi đỏ trên đường đi, rồi kiểu hồng em theo xót xa niềm tin. Không, xin hãy giữ cho một tình yêu quyền diệu thanh cao được giấu kín giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thì lon con đứng chớ vội nói ra, chỉ làm đau đớn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phòng. Xin hãy giữ cánh niềm tin nằm tận đáy linh hồn, và xin coi như một chuyện buồn thiên cổ ẩn hiện sương trong khói sương, cho lâu con nương được giữ tròn bổn phận và cho tôi được sống bằng mong tường, để rồi khi dấn thân vào trong các bụi cuộc đời, tôi vẫn gửi lại sau lưng từng niềm mơ ước. Nhận áo ai trao lời ngàn nói, gặp gỡ nhau chi cũng quá muộn màng. Lâu cô nương tay ôm áo ai trao nhôm trọn niềm tâm sự của một kẻ ngỡ là trọn tình luôn lạc bông phương. Giờ nhận thì nghe đau tuổi trong hồn, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói. Kỷ niệm đã đi qua chầu mong đợi, rồi mai mốt đây cô nương đã phải theo chồng. Núi sông ngăn cách muôn trùng, đường về bách mã chập trùng sương gieo. Mịt mùng sông nước đều hiu, từ không nhận áo nghe lòng vân vân. Dạ cũng lâu quá rồi thì chàng nên cũng không có gặp quý vị khán giả. Mà sự thật ra giờ hiểu bây giờ là chàng nên chưa dám đi báo xấu thiệt, cũng vì lo cho đứa con gái, không có dám đi báo số. Chỉ nằm trong nhà để cho con nó học online, chứ chưa giao bán. Thì nói chung chàng nên chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hôm nay thì chàng nên xin nói lời chào tạm biệt, xin hẹn quý vị khán giả trong những lần tiếp theo. Một lần nữa chàng nên xin kính chào và hẹn gặp lại.